À, tới đây, Tâm Trang, ok, xếp hàng. đứng này Khoan, đứng này chụp hình đã Khoan. Mày lớn, mày đứng mình lên. đâu? Đứng mã dài, đứng mặt dài. Vô chưa? Mình nhí chưa? Ở đây. Tâm. Thủy Trang, quên. Tâm Trang. Đâu, Thủy Trang. Vô đây. Nhỏ nhất. Bán thằng này. Mày ăn cái thô rồi, ông thô rồi nhỉ? Dạ, đầu cũng ké vô rồi, đi ra. Tâm Trang xin vô. Đi ra. Chia sẻ chi rồi nè hai ba mình hai ba ở đâu vậy không biết rồi chưa bây giờ bắt đầu lên xe ok đây chúc phá đây chúc mừng nhỏ nhớ lớn nhất thêm đi lên đây đi đây mình xong chính chưa mình trang chưa tụi bay chút nè lại nó no, no, no. Nói chút ông nội xa đứng chút đi. Trả lại hết một đứa đại diện đi đại diện chút đi chút để chút từ từ rồi ra đi nó no, no. Đại diện chút đi rồi chờ chút nha bao nhiêu đứa xí nháp làm lại rồi thì chút đứng đây đứng nghe con mấy anh mấy chị nói cái gì tí gì đâu no xí nó khóc đi chị nó đông khơi bị khai rồi con nói sao được trang một năm nữa hả? Baby, you just have to do nothing. It just wants you. Đó hả? Được rồi. Là lại đi. Khỏe, bà xù bà ra bà đứa kéo vậy. Nè, Tâm là Tâm gì con? Nè. Ngoại lì xì, ok. Tâm là như con khỉ vậy. Rồi, hơn. Chết sớm hả? Dạ. Dạ. Ok. Rồi. Ok. Không nổi. Chúc ta, chúc ta thôi. Chúc ta, chúc ta. Chúc gì không? Chúc ta khỏe. Rồi. Bóc như. Thôi mày lớn nhất cho mày nói đi, mày nói giỏi đi. Không đi nói. Đại diện đi. Em mới. Con đại diện. Cái cháu. Anh chị. Các cháu của ông nội cháu lẹ ông nội có sức khỏe giờ giàu à, đi làm lâu đi làm lâu kiếm được nhiều tiền cho phải không ok năm nào cũng lì xì phải không ok giờ thấy ok mình ok lì xì lấy hên ok lấy hên đầu năm bây giờ rồi ra chút tới rồi. Bây giờ tới lượt tới đây chút bắt hơn. Chết già đó. Đi trước. Nhớ. Bỏ miệng nhai vậy. Thì chút tới trước đi. Thì chút đâu? Dạ, nhỏ đi trước. Chưa. Không, bỏ ra ra. Rồi chút sao? Đi trước tới thủy. Đây, bỏ ra ra. Đi đi. Off bây giờ. Amy, you know me the smaller one. Này. Ba mẹ luôn. Ba vô đứng đi. Ba. Một năm, vui vẻ. Tầm đầu cái này là ai đi? Chúc. Chúc sao chúc thì sao? Chúc bác thư. Chúc bác thư. Nói đi. Chúc bác thư. À, năm mới. Nói gì mày mãi giống như mày nói này. Năm mới. Mạnh khỏe. May mắn. Cái gì vậy? Cảm ơn. Cảm ơn bác Thư. Rồi con nói đi. Chúc bác Thư năm mới sức khỏe nhiều may mắn. Mày cái này là ai? Rồi tới Tâm nè. Tâm chúc đi. Chúc mẹ bà đứng này cho bà hạnh phúc với ông lạ con trời tỉnh chúc thương mạnh khỏe và vui mắn nhưng mà giỏi tưởng mình nói không ra cho mẹ là như nè Amy, what's the this one? Chúc bất thư năm mới Amy, why did you do that to mine?
Cái gì đó, việc sự như ý như là bóng tại có giảm cân được không? Bạn sợi bí bác mập ra hay là ổn đâu nè, bạn sợi dí mập trên trái bí. À, cảm ơn con. Đó.